hơn thì cái bức tranh này là bức tranh so sánh mọi người nhé. Đây là con châu chấu, đây là con chuồn chuồn đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô hai bạn này nha. Rồi thì ở bạn châu chấu này thì bạn sẽ có là người của bạn đa phần là màu xanh thôi. Thì ở đây là màu xanh nhạt trước, thì mình sẽ tô cái mình của bạn trước này. Cái mình của bạn sẽ có màu xanh nhạt. Rồi tiếp theo sẽ là màu xanh lá đậm hơn. Thì đậm hơn sẽ tô ở những vị trí là cái càng nhá. Những cái càng này. Cái này á các bạn tô các bạn cũng phải nhìn nha, không thôi là nó sẽ dễ bị nhầm lắm á. Tô từ từ qua. Cái bạn này á nó chỉ toàn là màu xanh thôi thì cũng dễ tô, nhưng mà có một điều là các bạn phải nhìn kỹ nha, có nghĩa là cái bộ phận nào là màu xanh nào á thì các bạn coi kỹ kỹ nha. Rồi tiếp theo sẽ là màu xanh ngọc bích cho những cái phần cái chân này. Hai trên cái sừng trên đây nữa. Đó, và cái bụng bên đây. Tô đều vào nhé. Đây là sẽ là một cái phần màu vàng ha, mình tô với đây luôn. Và tiếp theo ở bên trên sẽ là con chuồn chuồn này nhé. Thì ở đây chuồn chuồn sẽ có màu hồng trước đi, màu hồng, màu đỏ hồng nhé. Cho tôi ở đây.
em sẽ làm ở đây. Tuyệt vời, ôi oh, trời. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng tiếp màu, ở đây thì sử dụng thêm màu tím á, nhưng mà mình chắc là mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt đi mọi người á. Hồng nhạt kết hợp với hồng nhạt thì mình nghĩ cũng ok lắm á. Đấy, nhìn nó cũng dễ thương này. Cái này không biết mấy giờ rồi. Trời, cái mặt của mình nó bị tái một cái nha, tôi nói đó. Ôi trời ơi. Rồi tiếp theo là cái cánh sẽ là màu xanh nước biển này. Màu xanh nhạt thôi chứ không phải là xanh nước biển đậm đâu. Xong rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng mực cam nhé. Mình tô cho những cái lá cây ở chỗ này. Đó. Mình sẽ tô để cho nó nở nổi lên thôi, chứ không có gì đâu ha. Kiểu làm cho bức tranh nó được thêm sống động hơn, nhìn nó sẽ có cái điểm nổi bật hơn mọi người. Rồi ok, video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye.